Hello hello, Nam Trâm anh em, lại là Bông đây. Độ này chuyên mục giới thiệu diễn viên được đón nhận quá, nên Bông đã suy nghĩ rất nhiều về diễn viên tiếp theo mà mình muốn giới thiệu. Nhưng mà Bông chợt nhận ra rằng, mình chỉ mới giới thiệu Kim Dami, chứ chưa nói gì đến Park Seo Joon nhỉ. Trời, quá là đáng trách luôn. Vậy nên Bông sẽ dành số này để giới thiệu cho mọi người cái chàng diễn viên cực kỳ tài năng và dễ thương này nha. Cùng bắt đầu thế nào, của cô. Đông Man Yi nè, tốt thương nhỉ. 에다가 똥만이 때 시합 안 돼, 안 돼, 그런 거는 진짜 진짜 똑당해, 똑당해. Park Seo Joon của chúng ta sinh ngày 16 tháng 12 năm 1988, là con cả trong một gia đình gồm 3 anh em. Thực ra, ban đầu giấc mơ của chàng trai nhân mã này là trở thành cầu thủ bóng chày với em trai cơ. Tuy nhiên, biến cố lại xảy ra khi bố của anh làm ăn thua lỗ. Vào thời điểm đó thì tiền học phí và các lớp giáo dục của ba cậu con trai đều là quá nặng, thật khó để hai anh em tiếp tục chơi bóng chày cùng nhau. Và nhận thấy em mình có năng khiếu hơn, Seo Joon đã bàn bạc với bố từ bỏ giấc mơ bóng chày. Từ bỏ niềm vui của mình, Seo Joon đã có một khoảng thời gian đi học khá là tẻ nhạt. Lúc ấy thì chỉ có câu lạc bộ animation là nguồn ăn của lớn nhất thôi. Nhưng mà khi lần đầu cosplay trong lễ hội, nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, anh chàng đã trở nên vô cùng hào hứng. Đam mê trở thành diễn viên từ khi ấy, Seo Joon đã không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Một đứa nhóc hướng nội như con thì diễn xuống cái gì chứ? Sinh ra trong một gia đình nhà nòi kinh doanh. Thật ra thì cũng không quá ngạc nhiên khi bố mẹ của anh chàng không ủng hộ giấc mơ này đúng không nào? Nhưng dễ dàng bỏ cuộc thì đâu phải là Park Seo Joon. Chàng cũng từng thổ lộ trong phỏng vấn: em không bước vào ngành giải trí vì tiền, diễn xuất vốn là duyên cớ tình cờ đến muộn thôi. Để thuyết phục bố mẹ, anh chàng lao vào học, nhảy vọt từ hạng 36 lên hạng 5 trong lớp. Vậy là bố mẹ cũng xui lòng và ra điều kiện, điểm số tuyệt đối không được tuột lui. Sau này nhớ lại, Seo Joon có kể: chỉ cần tuột hạng 3 lần thôi, em sẽ không được diễn xuất nữa. Vậy là 2 năm rưỡi sau đó đã nhớ sự nỗ lực của anh chàng. Khi sau giờ học thì ngay lập tức đến học viện diễn xuất. Trong 3 năm liên tiếp, Seo Joon chỉ ngủ được 3 đến 4 tiếng mỗi ngày. Và đáp lại sự cố gắng không ngừng nghỉ, anh chàng đã đậu khoa diễn xuất trường đại học nghệ thuật Seoul. Sau khi vào học thì Seo Joon đã có một khoảng thời gian cảm thấy mất phương hướng. Anh chàng tâm sự: em đã nỗ lực suốt 3 năm để vào đại học, nhưng rốt cuộc em đã mất mục tiêu lớn nhất của mình. So với bạn bè đồng trang lứa đã bắt đầu diễn xuất từ sớm, Seo Joon cảm thấy bị tuột lại ở phía sau. Rất nhiều người xung quanh nói rằng: giờ ra mắt là đã muộn rồi, nên hãy nhanh lên. Nhưng mà thực tế thì anh chàng chẳng có cơ hội diễn xuất đâu cả. Thế là chàng trai của chúng ta có một khoảng thời gian vô cùng hoảng loạn. Tuy nhiên, Park Seo Joon đã bình tâm lại, kể cả có khi ra mắt muộn thì đến chết cũng phải diễn xuất. Và sau khi thay đổi cách nhìn, vào tuổi 19, chàng trai của chúng ta lên đường đi nghĩa vụ quân sự luôn, để sau này sự nghiệp diễn xuất không bị trì trệ, nên là các fan không cần lo lắng về việc đó nha. Sau khi giải ngũ, Park Seo Joon ký hợp đồng với KIS, nhưng do nhiều lý do thì dù đã đi casting và đứng trước camera nhiều lần thì những bộ phim này đều bị hủy bỏ. Sau những thăng trầm, đã có lần Seo Joon đã tự nghĩ liệu mình có nên từ bỏ nghiệp diễn viên hay không. Nhưng Bom đã bảo rồi, bỏ cuộc thì không phải là Park Seo Joon. 여기가 막 미칠 것 같았었다고. 나도 좀 mục tiêu là trở thành diễn viên, nên anh chàng đã sốc lại tinh thần và đi học đấm bốc nè, kendo, hapkido, cưỡi ngựa v.v. để chuẩn bị cho các vai diễn. Và debut chính thức vào MV I Remember của Park Jung Kook vào năm 2011, sự nghiệp của anh chàng bắt đầu khởi sắc. Bộ phim đầu tiên của chàng trai là Dream 22 được đón nhận rất tích cực. Trong vai Seo, Park Seo Joon chính thức bước vào con đường diễn xuất. Và ngay năm sau đó, trong vai Park Kang Tae trong Post of Gold, chàng trai vàng trong đoàn cố gắng đã nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Ban đầu với hình ảnh côn đồ trẩu tre của nhân vật, anh chàng bị khán giả chửi cho vút mặt không kịp. Nhưng dần dần thì ảnh chàng trai si tình đã khiến Seo Joon nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Và bộ phim này cũng đánh dấu việc lần đầu anh chàng nhận được giải thưởng diễn xuất, đồng thời cũng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh chàng. Và được chọn làm MC trong chương trình Music Bank của đài KBS, chàng trai với đôi mắt cười này thu hút được khá khá fan tin trong suốt một năm rưỡi cầm mic. Không bao giờ chịu đóng khung trong một tiếp nhân vật, Park Seo Joon đã thử mọi vai diễn có thể, từ một học sinh trường nghệ thuật trong Dream 2, một Jun Dong Ha cuồng nhiệt trong Wish Romance, hay Orion đào hoa vừa tính trong Kill Me Heal Me, một Chi Song Joon trong Nóng và Lạnh trong She Was Pretty, một cô đông man tự tin luôn tìm cách trở thành võ sĩ chuyên nghiệp trong Fight For My Way, hay là một đại thiếu gia Lee Yong Joon tự luyến trong Thời Kỳ Kim Sao Thế. Và quả là một thiếu sót nếu không nhắc đến Park Seo Joon nguy hiểm trong Itaewon Class đúng không nào. Suốt 9 năm đi diễn, chưa khi nào nhân vật của anh chàng có sự trùng lập. Và cái hay của Park Seo Joon là khi xem phim của anh, khán giả sẽ không có cảm giác đang nhìn thấy một diễn viên Park Seo Joon, mà cảm thấy như là bản thân đang sống trong khung cảnh đó. Với lối diễn xuất diễn như không, có thể nói anh chàng đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho từng vai diễn. Và để video này không dài quá thì Bông sẽ giới thiệu hai bộ phim nổi tiếng nhất, đó là Thư Ký Kim Sao Thế và Itaewon Class nha. Với 50 triệu lượt đọc webtoon trong Thư Ký Kim Sao Thế, chàng vào vai thiếu gia tự luyến Lee Yong Joon, như những nhân vật bước ra từ truyện tranh. Chàng có tất cả mọi thứ, khuôn mặt đẹp trai nè, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo nè, thông minh tuyệt vời, thông thạo mọi thứ tiếng, luôn đứng hạng nhất trong mọi lĩnh vực mình tham gia, vân vân.
Nhưng mà đúng là trời không cho ai tất cả bao giờ. Chàng có tất cả mọi thứ trừ bơm. Chàng có tất cả mọi thứ trừ sự khiêm tốn. Ngươi không thích anh hả? Happy chứ? Không, anh thích nó nên. Luôn mang suy nghĩ bản thân quá tốt đẹp để có thể thuộc về ai. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chàng lỡ yêu cô thư ký 9 năm của mình. Không hoàn hảo 100% như những tổng tài khác. Chính sự tự luyến lại là điểm dễ thương của nhân vật. Quả nhiên, Park Seo Joon đã khai thác hình ảnh này vô cùng thành công đến nha. Trong thời điểm phim hot, ai nhìn vào anh chàng cũng thấy có khí chất bổn đề hết đó. Chưa kể còn đóng cặp với chị thầy Park Min Young, hai người tung hứng trong phim quá ư ăn rơ luôn. Sang đến Itaewon Class, anh chàng lại cởi toàn bộ hình ảnh sang chảnh tèo tếu của Lee Young Chun để trở thành một Park Seo-ri đầy suy tư và nghiêm túc. Sau một năm rưỡi kể từ thời kỳ Kim Sao Thế, Park Seo Joon đã ghi tiếp vào bản thành tích với bộ phim này, cũng như trang webtoon kể về sự khởi nghiệp của những người trẻ tìm tự do trên con phố nhỏ Itaewon. Phim đã nhận được sự yêu mến và đạt tỷ suất người xem tuyệt vời. Là một người hết sức kinh nghiệm, Seo Joon đã phải cắt tóc 42 lần liên tục để duy trì quả đầu hạt dẻ đặc trưng này. Trong 6 tháng liên tiếp, anh chàng đều đặn đi cắt tóc 4 ngày một lần. Đối với Park Seo Joon, không gì là anh không thể lăn xả vì vai diễn. Từng bị phản đối đến gay gắt khi chấp nhận đóng cảnh nóng đến đỏ mặt để diễn tả nguyên vẹn cảm xúc của nhân vật Yoon Dong Ha trong Wish Romance hay là nụ hôn với bạn thân Choi Woo Sik trong sitcom Family. Anh chàng sẵn sàng chấp nhận chỉ trích để có thể hoàn thành vai diễn của mình. Vào năm 2015 thì Park Seo Joon đã tổ chức fan meeting để gặp gỡ người hâm mộ. Ngày hôm đó, bố của Seo Joon đã xuất hiện. Khi MC hỏi, hiện giờ bố nhìn vào con trai Park Seo Joon của mình thì có suy nghĩ gì ạ? Ông đã trả lời, con trai bố là tuyệt nhất. Chính sự công nhận của người cha năm xưa từng phản đối bản thân theo nghiệp diễn mà lại khiến anh chàng của chúng ta vỡ òa trong hạnh phúc. Chàng trai không ngần ngại khóc ngay tại đó. Hơn ai hết thì có lẽ đây là lời công nhận mà Park Seo Joon muốn nghe nhất trong suốt bao nhiêu năm nỗ lực. Không phải bất kỳ giải thưởng hay mức cát xê nào, mà chỉ là sự công nhận của gia đình mà thôi. Luôn hoạt ngôn và vui vẻ trước ống kính, đằng sau máy quay là một Park Seo Joon ít nói và hướng nội. Anh chia sẻ, nhờ tình yêu với diễn xuất mà anh đã cởi mở và cố gắng hơn. Chịu thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và cố gắng từng ngày. Chỉ có nghề diễn viên thì mới có thể giúp anh chàng được như thế. Park Seo Joon là một chàng trai vô cùng kiên định với những gì mình chọn, xuất phát điểm chậm hơn bạn bè đồng trang lứa và nỗ lực để tiến lên từng ngày. Ở tuổi 32, trong khi hai em trai đã lập gia đình và theo nghiệp kinh doanh của bố, Park Seo Joon vẫn chọn cho mình con đường riêng và ngày ngày cố gắng. Và Bom cũng hy vọng là sau khi xem video này, các bạn cũng được truyền thêm năng lượng tích cực từ anh chàng và áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi cứng đầu cũng tốt mà. Bom sẽ trở lại trong những số sau với nhiều diễn viên hơn nữa. Nên đừng quên like, subscribe để theo dõi mọi hoạt động của Bom nha. Anh Nhung.